Chiều ngày 7 tháng 10, Chi cục thuế tỉnh do đồng chí Lê Văn Phúc, Cục trưởng Cục thuế tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện về kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện. Tiếp phần việc với đoàn có đồng chí Đàm Hữu Khanh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đại diện các phòng ban liên quan. Trong thời gian vừa qua, Chi cục thuế huyện đã triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thuế, tổ chức có hiệu quả công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, cơ bản bám sát chỉ tiêu đề ra, tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thực hiện tốt nghĩa vụ kê khai nộp thuế, tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn huyện. Hội nghị đã dành nhiều thời gian, tập trung làm rõ những khó khăn, hạn chế, bất cập trong công tác thực hiện nhiệm vụ thu thuế như một số đơn vị khi cơ quan thuế thực hiện đôn đốc nhưng do việc chủ đầu tư chưa thanh toán nên dẫn đến việc chây ì nộp tiền, một số ủy ban nhân dân xã, thị trấn chưa chủ động phối hợp cung cấp các danh sách công trình xây dựng cơ bản cho cơ quan thuế, nhiều trường hợp đăng ký kinh doanh nhưng không thực hiện kinh doanh. Phát biểu kết luận chương trình làm việc, đồng chí Lê Văn Phúc, Cục trưởng Cục thuế tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ghi nhận những nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả của đội ngũ cán bộ Chi cục thuế huyện. Đồng thời, yêu cầu Chi cục thuế huyện, các phòng, ban, đơn vị tập trung cần rà soát lại chính xác các nguồn thu, tích cực khai thác các nguồn thu khác theo quy định để bù hụt thu ngân sách, triển khai đồng bộ có hiệu quả các biện pháp quản lý thuế, trong đó chú trọng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn lậu thuế. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã được phê duyệt, được giao kế hoạch vốn đảm bảo kế hoạch tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.